Phúc âm Mác chương 1. Đầu tiên lành của Đức Chúa Giêsu Christ là Con Đức Chúa Trời, như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Dân đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp têm ăn năn cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Dân mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông, ăn những châu chấu và mật ong rừng. Người giảng dạy rằng: Có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây dài Ngài. Ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Vả trong những ngày đó, Đức Chúa Giêsu đến từ Nazareth là thành xứ Galilê và chịu dân làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Là có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Tức thì Đức Thánh Linh dục Ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Sa-tan cám dỗ 40 ngày, ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc Ngài. Sau khi dân bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: Kỳ đã trọn, nếu Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Ngài đi dọc theo mé biển Galilê, thấy Simon với Andrê em người đương thả lưới dưới biển, vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Giêsu bàn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đấm lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Đi một đổi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ con Cê-bê-đê với em là Giăng đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người, thì họ để Cê-bê-đê cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Kế đó đi đến thành Ca-bê-na-um. Ngày ngày Sa-bát, tức thì Đức Chúa Giêsu vào nhà hội khởi dạy dỗ tại đó. Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chứ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Vả cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám kêu lên rằng: Hỡi Giêsu người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giêsu nghiêm trách nói rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người này. Tà ma bèn vật ngậm người ấy, cất tiếng kêu lớn và ra khỏi người. Ai nấy đều lấy làm lạ đến nỗi hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Sự dạy mới sao? Người này lấy quyền phép sai khiến đến tà ma mà nó cũng phải vâng lời. Danh tiếng Đức Chúa Giêsu tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Galilê. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Simon và Andrê. Vả bà Gia-simon đương nằm trên giường đau rét. Tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy, bệnh rét dứt đi và người bắt tay hầu hạ. Đến chiều, mặt trời đã lặn. Người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa. Ngài chữa lành nhiều kẻ đang có thứ bệnh và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nói ra, vì chúng nó biết Ngài. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Simon cùng đồng bạn đi tìm Ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết thảy đương tìm Thầy. Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Ngài trải khắp xứ Galilê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Có một người phun đến cùng Ngài, quỳ xuống cầu xin rằng: Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót,
giơ tay rờ người mà phán rằng: ta khứng, hãy sạch đi. Liền khi đó phun lặng mất, người trở nên sạch. Tức thì Đức Chúa Giêsu cho người ra, lấy giọng nghiêm phán rằng: hãy giữ, chớ tỏ điều đó cùng ai, song khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì ngươi được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra tới đâu cũng thuộc chuyện, đến nỗi Đức Chúa Giêsu không vào thành cách rõ ràng được nữa, song ngài ở ngoài, tại nơi vắng vẻ, và người ta từ bốn phương đều đến cùng ngài. Chương 2. Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giêsu trở vào thành Capernaum, và chúng nghe nói ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bây giờ, có mấy kẻ đem tới cho ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng vì đông người không lại gần ngài được, nên dỡ mái nhà ngay chỗ ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng người bại nằm xuống. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Vả có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng: sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời còn có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Giêsu trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: sao các ngươi bàn luận trong lòng thế ấy? Nay bảo kẻ bại rằng: tội ngươi đã được tha, hay là bảo người rằng: hãy đứng dậy vác giường mà đi, hai điều ấy điều nào dễ hơn? Vả để cho các ngươi biết Con Người ở thế gian có quyền tha tội, thì ngài phán cùng kẻ bại rằng: ta biểu ngươi, hãy đứng dậy vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ, đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng: chúng tôi chưa hề thấy việc thế ấy. Bây giờ Đức Chúa Giêsu lại trở về phía mé biển, cả dân chúng đến cùng ngài, rồi ngài dạy dỗ họ. Ngài vừa đi qua thấy Lê-vi con A-phê đang ngồi tại sở thâu thuế, thì phán cùng người rằng: hãy theo ta. Người đứng dậy theo ngài. Đức Chúa Giêsu đang ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thâu thuế và kẻ có tội đồng bàn với ngài và môn đồ ngài, vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo ngài rồi. Các thầy thông giáo thuộc phe Pha-ri-si thấy ngài ăn với bọn thâu thuế và kẻ phạm tội, thì nói với môn đồ ngài rằng: người cùng ăn với kẻ thâu thuế và kẻ có tội sao? Đức Chúa Giêsu nghe vậy bèn phán cùng họ rằng: chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bệnh. Ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội. Vả môn đồ của dân và người Pha-ri-si đều kiêng ăn. Có người đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: bởi cớ nào môn đồ của dân và môn đồ của người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn môn đồ của thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Giêsu phán rằng: bạn hữu của chàng rể có kiêng ăn được trong khi chàng rể còn ở cùng mình chăng? Hễ chàng rể còn ở với họ đến chừng nào, thì họ không thể kiêng ăn được đến chừng nấy. Xong, tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi họ, trong ngày đó họ sẽ kiêng ăn. Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ. Nếu vậy thì miếng nỉ mới chằng rách áo cũ mà đằng rách thành xấu thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu vậy, rượu làm vỡ bầu, rượu mất và bầu cũng chẳng còn. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu đi qua đồng lúa mì. Đang đi đường, môn đồ ngài bứt bông lúa mì. Các người Pha-ri-si bèn nói cùng ngài rằng: coi kìa, sao môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? Ngài đáp rằng: các ngươi chưa đọc đến sự vua David làm trong khi vua cùng những người đi theo bị túng đói hay sao? Thế nào, trong đời Abiatha làm thầy cả thượng phẩm, vua ấy vào đền Đức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, lại cũng cho những người đi theo ăn nữa, dầu bánh ấy chỉ những thầy tế lễ mới được phép ăn thôi. Đoạn, ngài lại phán: vì loài người mà lập ngày Sa-bát,
chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. Chương 3. Lần khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội, ở đó có một người nam teo bằng tay. Chúng rình xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát chăng đặng cáo Ngài. Ngài phán cùng người teo tay rằng, hãy dậy đứng chính giữa đây. Rồi Ngài hỏi họ rằng, trong ngày Sa-bát nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nín lặng. Bây giờ Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán cùng người nam rằng, hãy giơ tay ra. Người giơ ra thì tay được lành. Các người Pha-ri-si đi ra tức thì bàn luận với Phê-rốt nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ Ngài lấn ra nơi bờ biển. Có đoàn dân đông lắm từ xứ Galilê đến theo Ngài, từ xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, xứ I-đu-mê, xứ bên kia sông Giô-đanh, miền xung quanh thành Ti-rơ và thành Si-đôn cũng vậy. Dân đông lắm, nghe nói mọi việc Ngài làm thì đều đến cùng Ngài. Bởi cớ dân đông, nên Ngài biểu môn đồ sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng, đặng cho khỏi bị chúng lấn ép Ngài quá. Vì Ngài đã chữa lành nhiều kẻ bệnh, nên nỗi ai nấy có bệnh chi cũng đều áp đến gần để rờ Ngài. Khi tà ma thấy Ngài bèn sấp mình xuống nơi chân Ngài mà kêu lên rằng, Thầy là con Đức Chúa Trời. Song Ngài nghiêm cấm chúng nó chớ tỏ cho ai biết mình. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu lên trên núi đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỷ. Này là 12 sứ đồ Ngài đã lập: Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rô, Gia-cơ con Cê-bê-đê và Giăng em Gia-cơ, Ngài lại đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét; Andrê, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Simon người Cana-an và Judas Iscariot. Chính tên này đã phản Ngài. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ vào trong một cái nhà, đoàn dân lại nhóm họp tại đó, đến nỗi Ngài và môn đồ không ăn được. Những bạn hữu Ngài nghe vậy bèn đến để cầm giữ Ngài, vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn. Có các thầy thông giáo ở thành Jerusalem xuống nói rằng, người bị quỷ Bê-en-xê-bun ám và nhờ phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Xong Đức Chúa Giê-xu kêu họ đến dùng lời thí dụ mà phán rằng, sao quỷ Sa-tan đuổi được quỷ Sa-tan? Nếu một nước tự chia nhau thì nước ấy không thể còn được. Lại nếu một nhà tự chia nhau thì nhà ấy không thể còn được. Vậy nếu quỷ Sa-tan tự dấy lên nghịch cùng mình, tức nó bị chia xé ra, không thể còn được. Xong nó đã gần đến cùng rồi. Chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức cướp lấy của người mà trước hết không trói người lại. Phải trói người lại rồi mới cướp nhà người được. Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi sẽ tha cho con cái loài người, và hết thảy những lời phạm thượng họ sẽ nói ra cũng vậy. Nhưng ai sẽ nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. Ngài phán như vậy vì họ nói rằng, người bị tà ma ám. Mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài sai kêu Ngài. Đoàn dân vẫn ngồi chung quanh Ngài. Có kẻ thưa rằng, này, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đương tìm thầy. Xong Ngài phán cùng họ rằng, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài lại đưa mắt liếc những kẻ ngồi chung quanh mình mà phán rằng, kia là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy. Chương 4. Đức Chúa Giê-xu lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Có một đoàn dân đông lắm nhóm lại xung quanh Ngài. Ngài bước lên trên một chiếc thuyền và ngồi đó, còn cả đoàn dân thì ở trên đất nơi mé biển. Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều, và trong khi dạy Ngài phán rằng, hãy nghe,
có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một phần khác rơi nhầm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt tức thì mọc lên vì bị lấp không sâu. Nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rộng lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả. Một phần khác nữa rơi nhầm nơi đất tốt thì kết quả lớn lên và nảy nở ra, một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Ngài lại phán rằng, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Khi Đức Chúa Giê-xu ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng 12 sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ. Ngài phán rằng, sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi, nhưng về phần người ngoài thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự, hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà được tha tội chăng. Đoạn Ngài phán rằng, các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được? Người gieo giống ấy là gieo đạo. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình, nhưng vừa mới nghe đạo tức thì quỷ Sa-tan đến cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi là những kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ bắt bớ thì liền vấp phạm. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai là kẻ đã nghe đạo, song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ làm cho nghẹt ngoài đạo và trở nên không trái. Nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy, và kết quả một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Ngài lại phán cùng họ rằng, có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăng? Há chẳng phải để trên chân đèn sao? Vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng. Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe. Ngài lại phán rằng, hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đâm cho các ngươi bằng luồng các ngươi đã đâm cho, và thêm vào đó nữa. Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có, nhưng kẻ nào không có sẽ bị cất lấy điều mình đã có. Ngài lại phán rằng, nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất, người ngủ hay dậy đêm và ngày, giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thể nào. Vì đất tự sinh ra hoa lợi, ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi há vào, vì mùa gặt đã đến. Ngài lại phán rằng, chúng ta sánh nước Đức Chúa Trời với chi? Hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra? Nước ấy giống như một hột cải. Khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất. Sau khi gieo rồi, nó mọc lên, trở lớn hơn mọi thứ rau và nứt ra nhành lớn, đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được. Ấy bởi nhiều lời thí dụ như cách ấy mà Ngài giảng đạo cho họ, tùy theo sức họ nghe được. Ngài chẳng hề giảng cho chúng mà không dùng thí dụ, nhưng khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đồ mình. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giê-xu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước, nhưng Ngài đứng ở đằng sau lái dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng, hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng, vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Chương 5.
Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia trong miền Gê-ra-sê. Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa. Vì nhiều lần người bị cùng chân hoặc bị xiềng rồi bẻ xiềng tháo cùng, không ai có sức trị được. Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Người thấy Đức Chúa Giêsu ở đằng xa, chạy lại sắp mình xuống trước mặt Ngài mà kêu lớn rằng: Hỡi Đức Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu vừa phán cùng nó rằng: Hỡi tà ma, phải ra khỏi người này. Ngài lại hỏi rằng: Mày tên gì? Thưa rằng: Tên tôi là quân đội, vì chúng tôi đông. Nó lại van xin Ngài đừng đuổi chúng nó ra khỏi miệng đó. Và chỗ đó tại trên núi có một bầy heo đông đương ăn. Các quỷ cầu xin Ngài rằng: Xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy để chúng tôi nhập vào chúng nó. Đức Chúa Giêsu cho phép. Các tà ma ra khỏi người đó, bèn nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bực cao vụt đâm đầu xuống biển. Có độ 2.000 con heo chết chìm cả dưới biển. Những kẻ chăn heo trốn đồn tin này ra khắp trong thành và trong nhà quê. Dân sự đổ ra đặng xem điều đã xảy đến. Vậy chúng đến cùng Đức Chúa Giêsu, thấy người đã bị nhiều quỷ ám đang ngồi mặc quần áo trí khôn bình tĩnh thì sợ hãi lắm. Những người đã thấy việc đó thuật cho họ nghe chuyện đã xảy đến cho kẻ bị quỷ ám và bầy heo. Chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình. Lúc Ngài đương bước vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu không cho, phán rằng: Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Vậy người đi đồn ra trong xứ Decapolo những điều lớn lao thế nào mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Ai nấy đều lấy làm lạ. Khi Đức Chúa Giêsu lại xuống thuyền qua bờ biển kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển. Bây giờ có một người trong những người ca nhà hội tên là Gia-ru đến, thấy Đức Chúa Giêsu, bèn gieo mình nơi chân Ngài nài xin mà rằng: Con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó đặng nó lành mạnh và sống. Đức Chúa Giêsu đi với người, đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Và tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài, vì người nói rằng: Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người ngay trong mình đã được lành bệnh. Tức thì Đức Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép thầy còn hỏi rằng ai rờ đến ta? Ngài nhìn xung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Đang khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng: Con gái ông đã chết rồi, còn phiền thầy làm chi? Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng: Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Ngài chẳng cho ai theo mình, trừ ra Phi-a-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ. Khi đã đến nhà người cai nhà hội, Ngài thấy chúng làm om sòm, kẻ khóc người kêu lớn tiếng.
Vào nhà rồi, Ngài phán cùng chúng rằng: Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ. Chúng nhạo báng Ngài. Ngài bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài cùng vào chỗ nó nằm. Ngài nắm tay nó mà phán rằng: Talitha Kumi, nghĩa là: Hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mày, hãy chờ dậy. Tức thì đứa gái chờ dậy mà bước đi vì đã lên 12 tuổi. Chúng rất lấy làm lạ. Ngài cấm ngặt chúng đừng cho ai biết sự ấy và truyền cho đứa trẻ ăn. Chương 6. Đức Chúa Giêsu đi khỏi đó đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Thiên hạ nghe Ngài lấy làm lạ mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều này? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì? Và thể nào tay người làm được những phép lạ dường ấy? Có phải người là thợ mộc, con trai Mary, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. Xong Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dễ mà thôi. Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm, và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy. Ngài bèn kêu 12 sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. Ngài truyền cho sứ đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng. Chỉ đem một cây gậy mà thôi, chỉ mang dép, đừng mặc hai áo. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó cho đến khi đi. Nếu có chỗ nào người ta không chịu tiếp các ngươi và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó và phủi bụi đã dính chân mình để làm chứng cho họ. Vậy các sứ đồ đi ra giảng cho người ta phải ăn năn, đuổi nhiều ma quỷ, sức dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa cho được lành. Vả vua Herod nghe nói về Đức Chúa Giê-xu vì danh tiếng Ngài đã nên lừng lẫy thì nói rằng: Dân là người làm phép báp têm đã từ cái chết sống lại, cho nên tự người làm ra các phép lạ. Người thì nói: Ấy là Eli. Kẻ thì nói: Ấy là đấng tiên tri như một trong các đấng tiên tri đời xưa. Nhưng Herod nghe vậy thì nói rằng: Ấy là dân mà ta đã truyền chém, người đã sống lại. Số là Herod đã sai người bắt dân và truyền xiềng lại cầm trong ngục bởi cớ Herodia, vợ Philip em vua, vì vua đã cưới nàng, và dân có can vua rằng vua không nên lấy vợ em mình. Nhưng đó Herodia căm dân, muốn giết đi, nhưng không thể giết vì Herod sợ dân, biết là một người công bình và thánh. Vua vẫn gìn giữ người, khi nghe lời người rồi lòng hằng bối rối, mà vua bằng lòng nghe. Nhưng vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ cùng các người tôn trưởng trong xứ Galilê. Chính con gái Herodia vào nhảy múa, đẹp lòng Herod và các người dự tiệc nữa. Vua nói cùng người con gái ấy rằng: Hãy xin ta điều chi ngươi muốn, ta sẽ cho. Vua lại thề cùng nàng rằng: Bất kỳ ngươi xin điều chi ta cũng sẽ cho, dù xin phân nửa nước ta cũng vậy. Nàng ra khỏi đó nói với mẹ rằng: Tôi nên xin điều chi? Mẹ rằng: Cái đầu của dân báp tít. Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng: Tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu dân báp tít để trên mâm. Vua lấy làm buồn rầu lắm, nhưng vì cớ lời thề mình và khách dự yến thì không muốn từ chối nàng. Vua liền sai một người lính thị vệ truyền đem đầu dân đến. Người ấy đi chém dân trong ngục, rồi để đầu trên mâm đem cho người con gái, và người con gái đem cho mẹ mình. Môn đồ dân nghe tin đến lấy xác người chôn trong mã.
Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Giêsu thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: hãy đi trở ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút, vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Vậy Ngài và sứ đồ xuống thuyền đặng đi trở ra trong nơi vắng vẻ. Nhưng nhiều người thấy đi thì nhìn biết. Dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi và đã tới đó trước. Bây giờ Đức Chúa Giêsu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn. Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: chỗ này là vắng vẻ và trời đã chiều rồi, xin cho dân chúng về để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn. Ngài đáp rằng: chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: chúng tôi sẽ đi mua đến 200 denier bánh để cho họ ăn hay sao? Ngài hỏi rằng: các ngươi có bao nhiêu bánh, hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi thưa rằng: 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh. Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì 100, hàng thì 50. Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân, lại cũng chia 2 con cá cho họ nữa. Ai nấy ăn no nê rồi, người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại, và số những kẻ đã ăn chừng 5.000 người. Rồi Ngài liền dục môn đồ vào thuyền qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bethsaida, trong khi Ngài cho dân chúng về. Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi mà cầu nguyện. Đến tối, chiếc thuyền đương ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ và muốn đi trước. Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngờ là ma nên la lên, vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi. Ngài đang bước lên trên thuyền với môn đồ thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh, bởi lòng cứng cỏi. Khi Ngài và môn đồ đã qua khỏi biển đến xứ Genesaret thì ghé thuyền vào bờ. Vừa ở trong thuyền bước ra, có dân chúng nhận biết Ngài, chạy khắp cả miền đó, khi những người đau nằm trên giường, hễ nghe Ngài ở đâu thì đem đến đó. Ngài đến nơi nào, hoặc làng, thành hay là chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ và xin Ngài cho phép mình ít nữa được rờ đến trôn áo Ngài. Những kẻ đã rờ đều được lành bệnh cả. Chương 7. Bây giờ, các người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến nhóm lại cùng Đức Chúa Giêsu. Thấy một vài môn đồ Ngài dùng tay chưa tinh sạch mà ăn, nghĩa là không rửa tay. Và người Pha-ri-si và người Giu-đa thường giữ lời truyền khẩu của người xưa: nếu không rửa tay cẩn thận thì không ăn. Khi họ ở chợ về, nếu không rửa cũng không ăn. Họ lại còn theo lời truyền khẩu mà giữ nhiều sự khác nữa, như rửa chén và bình bằng đất hoặc bằng đồng. Vậy các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo hỏi Ngài rằng: sao môn đồ thầy không giữ lời truyền khẩu của người xưa dùng tay chưa tinh sạch mà ăn như vậy? Ngài đáp rằng: hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Ngài cũng phán cùng họ rằng: các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. Vì Môi-se có nói: hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Lại nói: ai rủa sả cha mẹ thì phải bị giết. Nhưng các ngươi nói rằng: nếu ai nói với cha hay mẹ mình rằng: mọi điều tôi sẽ giúp cha mẹ được,
thì đã là Corban, nghĩa là sự dâng cho Đức Chúa Trời. Vậy người ấy không được phép giúp cha mẹ mình sự gì nữa. Dường ấy các ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác nữa giống như vậy. Bây giờ Ngài lại kêu đoàn dân mà phán rằng: các ngươi ai nấy hãy nghe ta và hiểu. Chẳng sự gì từ ngoài người vào trong có thể làm dơ dáy người được, nhưng sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Khi Ngài vào trong nhà, cách xa đoàn dân rồi, môn đồ hỏi Ngài về lời thí dụ ấy. Ngài phán rằng: vậy chứ các ngươi cũng không có trí khôn sao? Chưa hiểu chẳng có sự gì ở ngoài và trong người mà làm dơ dáy người được sao? Vả sự đó không vào lòng người, nhưng vào bụng, rồi bị bỏ ra nơi kín đáo. Như vậy làm cho mọi đồ ăn được sạch. Vậy Ngài phán: hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàn, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người. Đoạn, Ngài từ đó đi đến bờ cõi thành Tyre và thành Sidon. Ngài vào một cái nhà không muốn cho ai biết mình, song không thể ẩn được. Vì có một người đàn bà, con gái người bị tà ma ám đã nghe nói về Ngài, tức thì vào gieo mình dưới chân Ngài. Đàn bà ấy là người Grec, dân Syrophoenici. Người xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: hãy để con cái ăn no nê trước đã, vì không lẽ lấy bánh của con cái quăng cho chó. Xong người đáp lại rằng: lạy Chúa, hẳn vậy rồi, nhưng mà chó dưới bàn ăn mấy miếng bánh vụn của con cái. Ngài bèn phán: hãy đi, vì lời ấy quỷ đã ra khỏi con gái ngươi rồi. Khi người trở về nhà, thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã bị đuổi khỏi. Đức Chúa Giê-xu lìa bờ cõi thành Tyre qua thành Sidon và trải địa phận Decapolis đến biển Galilee. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Ngài đem riêng người ra cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Đoạn Ngài ngửa mặt lên trời thở ra mà phán cùng người rằng: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tay được mở ra, lưỡi được thông thả, người nói rõ ràng. Đức Chúa Giê-xu cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai. Sắp Ngài càng cấm, người ta lại càng nói đến nữa. Chúng lại lấy làm lạ quá đổi mà rằng: Ngài làm mọi việc được tốt lành, khiến kẻ biết nghe, kẻ câm nói vậy. Chương 8. Những ngày đó lại có một đoàn dân đông theo Đức Chúa Giê-xu. Vì chúng không có chi ăn nên Ngài kêu các môn đồ mà phán rằng: ta thương xót đoàn dân này, vì đã 3 ngày nay không rời bỏ ta và chẳng có gì ăn. Nếu ta truyền cho nhịn đói trở về nơi họ ở, dọc đường chắc sẽ kém sức vì có mấy người đã đến từ nơi xa. Môn đồ thưa rằng: có thể kiếm bánh đâu được trong đồng vắng này cho chúng ăn no ư? Ngài hỏi: các ngươi có bao nhiêu bánh? Thưa: có 7 cái. Ngài bằng biểu đoàn dân ngồi xuống đất, đoạn lấy 7 cái bánh tạ ơn, rồi bẻ ra ca cho môn đồ để phân phát, thì môn đồ phân phát cho đoàn dân. Môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ. Đức Chúa Giê-xu tạ ơn rồi cũng khiến đem phân phát như vậy. Ai nấy ăn no nê, rồi người ta thâu được 7 giỏ những miếng thừa, và những người ăn đó ước chừng 4.000 người. Đức Chúa Giê-xu cho chúng về, rồi liền vào thuyền với môn đồ sang xứ Đa-ma-nu-tha. Có mấy người Pha-ri-si đến đó cãi lỡ với Ngài, muốn thử Ngài thì xin một dấu lạ từ trên trời. Đức Chúa Giê-xu than thở trong lòng mà rằng: làm sao dòng dõi này xin dấu lạ? Quả thật ta nói cùng các ngươi, họ chẳng được ban cho một dấu lạ nào. Ngài đành bỏ họ trở vào thuyền mà qua bờ bên kia. Vả môn đồ quên đem bánh theo.
trong thuyền chỉ có một cái bánh mà thôi. Ngài răn môn đồ rằng, hãy giữ mình cẩn thận về men người Pharisee và men đảng Herod. Môn đồ nói cùng nhau rằng, ấy là vì chúng ta không có bánh. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết điều đó thì phán rằng, sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh? Chớ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? Các ngươi có mắt mà sao không thấy, có tai mà sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Khi ta bẻ 5 cái bánh cho 5.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa, 12 giỏ. Còn khi ta bẻ 7 cái bánh cho 4.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa, 7 giỏ. Ngài phán, các ngươi còn chưa hiểu sao? Kế đó, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đi đến làng Bethsaida. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người và hỏi có thấy chi không. Người mù ngó lên rồi thưa rằng, tôi thấy người ta và nhìn họ đi giống như cây. Rồi Đức Chúa Giêsu lại đặt tay trên mắt người, người nhìn xem, được sáng mắt, thấy rõ ràng cả thảy. Đức Chúa Giêsu khiến người về nhà và truyền rằng, đừng trở vào trong làng. Khi Đức Chúa Giêsu đi khỏi đó với môn đồ mình, đến trong các làng gần thành Cesare Philip, dọc đàn, Ngài hỏi môn đồ rằng, người ta nói ta là ai? Thưa rằng, kẻ thì nói là Giăng Báp Tít, người thì nói là Eli, kẻ khác thì nói là một trong các đấng tiên tri. Ngài hỏi, nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Phi-a-rê thưa rằng, Thầy là Đấng Christ. Đức Chúa Giêsu bèn cấm ngặt môn đồ chớ nói sự mình cùng ai hết. Bây giờ Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau 3 ngày phải sống lại. Ngài nói tỏ tường điều đó với môn đồ. Phi-a-rê đem Ngài riêng ra mà can gián Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu xây lại ngó môn đồ và quở Phi-a-rê rằng, hỡi quỷ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ mà phán rằng, nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta thì có người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh. Chương 9. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây, có mấy kẻ sẽ chẳng chết trước khi chưa thấy muốn Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến. Khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giêsu đem Phi-a-rê, Gia-cơ và Giăng đi tở với Ngài lên núi cao và Ngài hóa hình trước mặt 3 người. Áo sống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Eli và Môi-se hiện ra nói chuyện cùng Đức Chúa Giêsu. Phi-a-rê bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng, lạy Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng 3 trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Eli. Vì Phi-a-rê không biết mình nói chi, tại cả 3 đều sợ hãi. Lại có một đám mây bao phủ lấy và từ đám mây có tiếng phán rằng, người này là con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Thình lình, các môn đồ ngó quanh khuất chẳng thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Chúa Giêsu ở với mình mà thôi. Khi từ trên núi xuống, Ngài cấm môn đồ đừng nói lại với ai những điều mình đã thấy, cho đến chừng nào con người từ kẻ chết sống lại. Vậy môn đồ ghi nhớ lời ấy và hỏi nhau sự từ kẻ chết sống lại là gì. Lại hỏi Ngài rằng, sao các thầy thông giáo nói rằng Eli phải đến trước? Ngài đáp rằng,
thật, Eli phải đến trước sửa lại mọi việc. Vậy thì sao có chép một con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dễ ư? Vả, ta nói cùng các ngươi, Eli đã đến rồi. Người ta đã người theo ý muốn mình, y như lời đã chép về việc người vậy. Đức Chúa Giê-xu với ba người đến cùng các môn đồ khác thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh và mấy thầy thông giáo đương cãi lẽ với các môn đồ ấy. Cả đoàn dân này vừa thấy Ngài, liền lấy làm lạ, thảy đều chạy đến chào Ngài. Ngài bèn hỏi rằng, các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng, lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy, nó bị quỷ câm ám, không cứ chỗ nào quỷ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, song đuổi không được. Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng, hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. Chúng bằng đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giê-xu, tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc, sôi bọt miến ra. Đức Chúa Giê-xu hỏi cha nó rằng, điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng, từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, sao ngươi nói nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Khi Đức Chúa Giê-xu thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng, hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi. Đứa trẻ trở nên như chết vậy, nên nổi nhiều người nói rằng nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nắm tay nó, nâng lên, thì nó đứng dậy. Khi Đức Chúa Giê-xu vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng, sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Ngài đáp rằng, nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Đoạn, đi khỏi đó, trải qua xứ Galilee, Đức Chúa Giê-xu không muốn cho ai biết, vì Ngài dạy các môn đồ rằng, con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi, Ngài bị giết đã 3 ngày rồi thì sẽ sống lại. Nhưng môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ, không dám hỏi Ngài. Đến thành Capernaum, đang ở trong nhà, Ngài hỏi môn đồ rằng, lúc đi đường các ngươi nói chi với nhau? Môn đồ đều làm thinh, vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình. Ngài bèn ngồi, kêu 12 sứ đồ mà phán rằng, nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tối tối mọi người. Đoạn, Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa môn đồ, rồi ẵm nó trong tay mà phán rằng, hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp đấng đã sai ta vậy. Giăng thưa cùng Ngài rằng, lạy thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ thì chúng tôi đã cấm vì họ không theo chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, đừng cấm làm chi, vì chẳng ai cùng trong một lúc vừa nhân danh ta làm phép lạ vừa nói xấu ta được. Hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta. Còn ai nhân danh ta mà cho các ngươi một chén nước vì các ngươi thuộc về đấng Christ, quả thật ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu. Nhưng hễ ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin phải sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển còn hơn. Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ 2 tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. Lại, nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng què chân mà vào sự sống, còn hơn đủ 2 chân mà bị quăng vào địa ngục. Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi. Thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ 2 mắt mà bị quăng vào địa ngục. Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết,
và là nơi lửa chẳng hề tắt, vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi thì lấy chi làm cho mặn lại được? Các ngươi phải có muối trong lòng mình, lại phải hòa thuận cùng nhau. Chương 10. Đức Chúa Giêsu từ đó mà đi qua bờ cõi xứ Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Đoàn dân đông lại nhóm họp cùng Ngài. Ngài dạy dỗ chúng y như lệ thường. Các người Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử Ngài rằng: người nam có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: vậy chứ Mô-sê dạy các ngươi điều chi? Họ thưa rằng: Mô-sê có cho phép viết tờ để và cho phép để vợ. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên người đã truyền mạng này cho. Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Vì cớ đó người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ, và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Khi ở trong nhà, môn đồ lại hỏi Ngài về việc ấy. Ngài phán rằng: ai để vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm với người. Còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội tà dâm. Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó. Nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Giêsu thấy vậy bằng giận mà phán cùng môn đồ rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bần những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. Ngài đang ra đi, có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu phán rằng: sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều răn: đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, hãy hiếu kính cha mẹ. Người thưa rằng: lạy Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Giêsu ngó người mà yêu nên phán rằng: ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Song nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Bây giờ Đức Chúa Giêsu ngó xung quanh mình mà phán cùng môn đồ rằng: kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ, nhưng Đức Chúa Giêsu lại phán rằng: hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: vậy thì ai được cứu? Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ mà rằng: sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: này, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo Thầy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu. Đức Chúa Giêsu và môn đồ đương đi đường lên thành Jerusalem. Ngài thì đi trước. Các môn đồ thất kinh và những người đi theo đều sợ hãi. Ngài lại kèm 12 sứ đồ đi cùng mình mà phán về những việc phải xảy đến cho mình rằng: này,
chúng ta lên thành Jerusalem. Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định ngài phải bị tử hình và giao ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng ngài, nhổ trên ngài, đánh đập ngài mà giết đi. Sau 3 ngày, ngài sẽ sống lại. Bây giờ, Gia-cơ và Giăng, hai con trai CBD đến gần ngài mà thưa rằng: Lạy thầy, chúng tôi muốn thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. Ngài hỏi rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Thưa rằng: Khi thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống và chịu được phép báp têm ta chịu chăng? Thưa rằng: Được. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống và sẽ chịu phép báp têm ta chịu. Nhưng chỉ như ngồi bên hữu và bên tả ta, thì không phải tự ta cho được. Ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho. Mười sứ đồ kia nghe sự xin đó thì giận Gia-cơ và Giăng. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đến thành Jericho. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường. Vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Giê-xu người Nazareth, người vùng la lên mà rằng: Hỡi Đức Chúa Giê-xu con vua David, xin thương tôi cùng. Có nhiều kẻ rầy người biểu nín đi. Xong người lại kêu lớn hơn nữa rằng: Hỡi con vua David, xin thương tôi cùng. Đức Chúa Giê-xu dừng lại phán rằng: Hãy kêu người đến. Chúng kêu người mù đến mà nói rằng: Hãy vững lòng, đứng dậy, ngài gọi ngươi. Người mù bỏ áo ngoài bước tới đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lạy thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Đức Chúa Giê-xu phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Đức Chúa Giê-xu trên đường. Chương 11. Khi tới gần thành Jerusalem, bên làng Bê-pha-dê và làng Bê-tha-ni ngang núi Olive, Đức Chúa Giê-xu sai hai môn đồ đi và phán rằng: Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi. Vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đương buộc chưa có ai cởi, hãy mở nó ra dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng vì sao làm điều đó, hãy đáp lại: Chúa cần dùng nó. Tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây. Hai người đi thì thấy lừa con đương buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo bèn mở ra. Có mấy kẻ trong những người ở đó hỏi rằng: Các ngươi mở lừa con đó làm chi? Hai người trả lời theo Đức Chúa Giê-xu đã dặn thì họ để cho đi. Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Giê-xu, lấy áo mình trải trên nó rồi ngài cởi lên. Nhiều người trải áo mình trên đàn, lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng: Hosanna, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Phước cho nước đến là nước vua David tổ phụ chúng ta. Hosanna ở trên nơi rất cao. Đức Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, đến nơi đền thờ. Đoạn lướt mắt xem mọi sự chung quanh thì trời đã tối. Ngài bèn ra đặng đi tới làng Bê-tha-ni với 12 sứ đồ. Sáng ngày, khi đã lìa làng Bê-tha-ni rồi thì ngài đói. Vừa thấy đằng xa một cây vả có lá, ngài đến đó xem hoặc có chi chăng. Xong tới gần rồi chỉ thấy có lá mà thôi, vì bây giờ không phải mùa vả. Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: Chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Các môn đồ đều nghe lời ấy.
Đoạn đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc và ghế những kẻ bán bột câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: há chẳng có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời bèn kiếm cách diệt Ngài, vì họ sợ Ngài. Tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm. Đến chiều, Ngài và môn đồ ra khỏi thành. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua thấy cây vả đã khô cho tới rễ, bây giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Ngài rằng: Thầy, coi kìa, cây vả thầy đã rủa nay khô đi rồi. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển? Nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Chúa và môn đồ trở lại thành Jerusalem. Ngài đang đi dạo trong đền thờ, thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão tới gần Ngài mà hỏi rằng: thầy lấy quyền phép nào làm những điều này, hoặc ai đã cho thầy quyền phép làm những điều ấy? Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy trả lời cho ta, thì ta sẽ nói cho các ngươi biết ta làm những điều đó bởi quyền phép nào. Phép tác tôn của dân đến bởi trên trời hay là bởi người ta? Hãy trả lời cho ta đi. Và họ bàn với nhau như vậy. Nếu chúng ta nói bởi trên trời, thì người sẽ nói rằng, vậy sao các ngươi không tin lời dân? Bằng chúng ta nói trái lại bởi người ta, họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều tin dân thật là đấng tiên tri. Nên họ thưa lại cùng với Chúa Giê-xu rằng: chúng tôi không biết. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng: ta cũng không nói cho các ngươi biết ta nhờ quyền phép nào mà làm những điều này. Chương 12. Đức Chúa Giê-xu khởi phán thí dụ cùng họ rằng: một người kia trồng vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và dựng một cái tháp, đoạn cho mấy người làm nghề trồng nho thuê mà lìa bổn xứ. Tới mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thâu lấy phần hoa lợi vườn nho nơi tay họ. Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh rồi đuổi về tay không. Người lại sai một đầy tớ khác đến, nhưng họ đánh đầu nó và chửi rủa nữa. Người còn sai đứa khác đến thì họ giết đi. Lại sai nhiều đứa khác nữa, đứa thì bị họ đánh, đứa thì bị họ giết. Chủ vườn còn đứa con trai một rất yêu dấu, bèn sai đi lần cuối cùng mà nói rằng: chúng nó sẽ kính vì con ta. Nhưng bọn trồng nho đó bàn với nhau rằng: thằng này là con kế tự, hè, ta hãy giết nó, thì phần gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến giết bọn trồng nho đó, lấy vườn nho lại mà cho người khác. Các ngươi há chưa đọc lời kinh thánh này: hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra đã trở nên đá góc nhà, ấy là công việc của Chúa và là việc rất lạ trước mắt chúng ta hay sao? Những người đó bèn tìm cách bắt Ngài, vì biết rõ rằng Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình, song sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi. Kế đó, họ sai mấy người thuộc về phe Pharisee và đảng Herod đến để bắt lỗi Ngài trong lời nói. Vậy, mấy người ấy đến thưa Ngài rằng: lạy Thầy, chúng tôi biết Thầy là người thật, không lo sợ gì ai, vì Thầy không xem bề ngoài người ta, nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời theo mọi lẽ thật. Có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay là không nộp? Nhưng Ngài biết sự giả hình của họ thì phán rằng: các ngươi thử ta làm chi? Hãy đem cho ta xem một đồng đơ-ni-ê. Họ đem cho Ngài một đồng. Ngài bèn phán rằng: hình
và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng, của Caesar. Đức Chúa Giêsu phán rằng, vật chi của Caesar hãy trả lại cho Caesar, còn vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Họ đều lấy làm lạ về Ngài. Các người Sa-đu-xê là những kẻ vẫn nói rằng không có sự sống lại đến gần mà hỏi Ngài rằng, thưa Thầy, Môi-se đã ban cho chúng tôi luật này. Nếu một người kia có anh em qua đời để vợ lại không con, thì người kia phải lấy vợ quá đó đặng nối dòng dõi cho anh em mình. Và có 7 anh em. Người thứ nhất cưới vợ rồi chết, không có con. Người thứ hai lấy vợ quá ấy, sau chết cũng không có con. Rồi đến người thứ ba cũng vậy. Trong 7 người, chẳng ai để con lại. Sau hết người đàn bà cũng chết. Lúc sống lại, đàn bà đó là vợ ai trong 7 anh em, vì hết hãy đều đã lấy người làm vợ? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, há chẳng phải các ngươi lầm vì không biết Kinh Thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao? Vì đến lúc người ta từ kẻ chết sống lại thì chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng. Nhưng các người sống lại đó ở như thiên sứ trên trời vậy. Còn về những người chết được sống lại thì trong sách Môi-se có chép lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong bụi gai rằng, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Các ngươi há chưa đọc đến sao? Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết mà là của kẻ sống. Thật, các ngươi lầm to. Bây giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-xê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Giê-xu đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng, trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, này là điều đầu nhất. Hỡi Israel, hãy nghe. Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa con một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Thầy thông giáo trả lời rằng, thưa Thầy, Thầy nói phải, hiệp ý lắm. Thật Đức Chúa Trời là có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa. Thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình. Ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ. Đức Chúa Giê-xu thấy người trả lời như người khôn thì phán rằng, ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Rồi không ai dám hỏi Ngài nữa. Đức Chúa Giê-xu đương dạy dỗ trong đền thờ, bèn cất tiếng phán những lời này. Sao các thầy thông giáo nói Đấng Christ là con David? Chính David đã cảm Đức Thánh Linh mà nói rằng, Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi làm bệ dưới chân ngươi. Vì chính David xưng Ngài bằng Chúa, thì lẽ nào Ngài là con vua ấy? Đoàn dân đông vui lòng mà nghe Ngài. Trong lúc dạy dỗ, Ngài lại phán rằng, hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là kẻ ưa mặc áo dài đi chơi, thích người ta chào mình giữa chợ, muốn ngôi cao nhất trong các nhà hội cùng trong các đám tiệc, nuốt các nhà đàn bà quá mà làm bộ đặt lời cầu nguyện dài, họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa. Đức Chúa Giê-xu ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dân, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, cũng có một mụ quá nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền ăn 1/4 xu. Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Chương 13. Đức Chúa Giê-xu vừa ra khỏi đền thờ, có một người môn đồ thưa cùng Ngài rằng, thưa Thầy, hãy xem đá và các nhà này là giường nào. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi thấy các nhà lớn này ư? Rồi ra, sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn khác nữa. Cả thảy
đều đổ xuống. Ngài đang ngồi trên núi Olive đối ngang đền thờ, thì Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và An-rê hỏi riêng Ngài rằng: Xin Thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó xảy đến và có điềm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành. Đức Chúa Giê-xu khởi phán rằng: Hãy giữ mình, kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng? Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến xưng rằng chính ta là Đấng Christ. Họ sẽ dỗ dành nhiều người. Khi các ngươi nghe nói về giặc và nghe tiếng đồn về giặc, thì đừng bối rối. Những sự ấy phải xảy đến nhưng chưa là cuối cùng. Vì dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Cũng sẽ có động đất nhiều nơi và đói kém. Đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi. Còn các ngươi phải giữ mình. Họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án. Các ngươi sẽ bị đánh trong các nhà hội. Và vì cớ ta sẽ đứng trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ. Nhưng trước hết, tin lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã. Và khi họ điều các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói. Nhưng đến giờ đó, hãy nói theo lời sẽ ban cho. Vì ấy không phải các ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh vậy. Bây giờ anh sẽ nộp em cho phải chết, cha sẽ nộp con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mình mà làm cho phải chết. Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta. Song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. Khi các ngươi sẽ xem thấy sự tàn nát gớm ghiếc lập ra nơi không nên lập, ai đọc phải để ý. Bây giờ những kẻ ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà chớ xuống và chớ vào trong nhà mà chuyên bất luận vật gì. Ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo sống mình. Trong những ngày đó khốn cho đàn bà có thai cùng đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho điều đó chớ xảy ra lúc mùa đông. Vì trong những ngày ấy có tai nạn đến nỗi từ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất cho đến bây giờ chưa hề có như vậy và về sau cũng sẽ chẳng hề có nữa. Nếu Chúa chẳng giảm bớt các ngày ấy thì không có sinh vật nào được cứu. Song vì cớ những kẻ Ngài đã chọn nên Ngài đã giảm bớt các ngày ấy. Khi ấy dù có ai bảo các ngươi rằng kìa Đấng Christ ở đây hay là Ngài ở đó thì chớ tin. Những Christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên làm những dấu lạ phép lạ. Nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Hãy giữ lấy, ta đã nói trước cho các ngươi cả. Trong những ngày ấy, sau kỳ tai nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng chẳng chiếu sáng nữa. Các ngôi sao sẽ tự trên trời rớt xuống và thế lực các tầng trời sẽ rúng động. Bây giờ, người ta sẽ thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự đến trên đám mây. Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời. Hãy nghe lời thí dụ về cây vả. Vừa khi nhánh nó trở nên non và nứt lọc thì biết mùa hạ gần tới. Cũng một lẽ ấy, khi các ngươi thấy các điều đó xảy đến, hãy biết con người đã tới gần, ở nơi cửa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia xảy tới. Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu. Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời hay là con cũng chẳng biết nữa, song chỉ cha mà thôi. Hãy giữ mình, tỉnh thức, vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Vậy, các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy hay là sớm mai. E cho người về thình lình, gặp các ngươi ngủ chăng? Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người. Hãy tỉnh thức. Chương 14. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giê-xu và giết đi, vì họ nói rằng chẳng nên làm việc này trong ngày lễ, sợ sinh sự xôn xao trong dân chúng. Đức Chúa Giê-xu ở tại làng Bê-tha-ni
trong nhà Simon là kẻ phun. Ngài đứng ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tầng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng: sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Vì có thể bán dầu đó được hơn 300 đô nhê mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta. Vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được. Nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác ta trước để chôn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Bây giờ Judas Iscariot là một người trong 12 sứ đồ, đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp Đức Chúa Giêsu cho. Họ vui lòng mà nghe và hứa cho nó tiền bạc. Rồi Judas tìm dịp tiện để nộp ngài. Ngày thứ nhất về lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên con làm lễ vượt qua. Các môn đồ thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: thầy muốn chúng tôi đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Ngài sai hai môn đồ đi và dặn rằng: hãy vào thành, sẽ gặp một người xách vò nước cứ theo sau. Hễ người vào nhà nào, các ngươi sẽ nói cùng chủ nhà ấy rằng: thầy phán, cái phòng ta sẽ dùng ăn lễ vượt qua với môn đồ ta ở đâu? Chính kẻ đó sẽ chỉ cho các ngươi một cái phòng lớn trên lầu có đồ đạc sẵn sàng. Hãy dọn tại đó cho chúng ta. Vậy hai môn đồ đi ra mà vào thành, gặp mọi điều như lời ngài đã phán, rồi dọn lễ vượt qua. Buổi chiều, ngài đến với 12 sứ đồ. Đang ngồi ăn, Đức Chúa Giêsu phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta sẽ phản ta. Các môn đồ bèn buồn rầu lắm, cứ lần lượt mà thưa cùng ngài rằng: có phải tôi chăng? Ngài đáp rằng: ấy là một trong 12 người, là người thò tay vào mâm cùng ta. Vì con người đi y như lời đã chép về ngài, song khốn cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sinh ra thì hơn. Khi đang ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh, tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ mà phán rằng: hãy lấy, này là thân thể ta. Ngài lại cầm chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ và ai nấy đều uống. Ngài phán rằng: này là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho này nữa cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Đức Chúa Trời. Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Olive. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng: hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm, vì có chép rằng ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì bầy chiên sẽ tan lạc. Nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Phi-e-rô thưa rằng: dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Nhưng Phi-e-rô lại thưa cách quả quyết hơn rằng: dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. Kế đó đi đến một nơi kia gọi là Gethsemane. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng: các ngươi hãy ngồi đây đợi ta cầu nguyện. Ngài bèn đem Phi-e-rô, Gia-cơ và Giăng đi, thì ngài khỏi sự kinh hãi và sầu não. Ngài phán cùng ba người rằng: linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức. Rồi ngài đi một nỗi xa hơn, sắp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng: nếu có thể được, xin giờ này qua khỏi mình. Ngài rằng: A-ba, lạy cha, mọi việc cha làm được cả, xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn mà theo điều cha muốn. Rồi ngài trở lại thấy ba người ngủ, bèn phán cùng Phi-e-rô rằng:
Simon, ngủ ư? Ngươi không thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần nữa và cầu nguyện y như lời trước. Ngài trở lại thấy môn đồ còn ngủ vì con mắt đã đừ quá và không biết trả lời cùng Ngài thế nào. Ngài trở lại lần thứ ba phán cùng môn đồ rằng: bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Thôi, giờ đã tối rồi. Này, có người hầu bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy đi hè. Kìa, đứa phản ta đã đến gần. Ngài đang còn phán, tức thì Giuđa là một trong 12 sứ đồ thoạt đến với một toán đông cầm gươm và gậy bởi các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão phái đến. Và đứa phản Ngài đã cho chúng dấu hiệu này: hễ tôi hôn ai, ấy là người đó. Hãy bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận. Vậy khi Giuđa đến rồi liền lại gần Ngài mà nói rằng: lạy thầy. Rồi nó hôn Ngài. Chúng bèn tra tay bắt Đức Chúa Giêsu. Có một người trong những kẻ ở đó rút gươm ra, đánh một đứa đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tay đi. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng chúng rằng: các ngươi đem gươm và gậy đến bắt ta, nhưng ta là kẻ trộm cướp. Ta hàng ngày ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ, mà các ngươi không bắt ta. Những điều ấy xảy đến để lời kinh thánh được ứng nghiệm. Bây giờ, mọi người đều bỏ Ngài và trốn đi cả. Có một người trẻ tuổi kia theo Ngài, chỉ có cái khăn bằng gai trùm mình. Chúng bắt người, nhưng người bỏ khăn lại, ở trường chạy trốn khỏi tay chúng. Chúng điệu Đức Chúa Giêsu đến nơi thầy cả thượng phẩm. Có hết thảy thầy tế lễ cả, trưởng lão và thầy thông giáo nhóm họp tại đó. Phi-a-rô theo sau Ngài xa xa, cho đến nơi sân trong của thầy cả thượng phẩm, rồi ngồi với quân lính gần đống lửa mà sưởi. Và các thầy tế lễ cả cùng cả tòa công luận đều tìm chứng gì để nghịch cùng Đức Chúa Giêsu đặng giết Ngài, song không kiếm được chi hết. Vì có nhiều kẻ làm chứng giới nghịch cùng Ngài, nhưng lời họ khai chẳng hiệp nhau. Bây giờ có mấy người đứng lên làm chứng giới nghịch cùng Ngài rằng: chúng tôi có nghe người nói, ta sẽ phá đền thờ này bởi tay người ta cất lên, khỏi 3 ngày ta sẽ cất một đền thờ khác không phải bởi tay người ta cất. Song về điều này, lời chứng của họ cũng chẳng hiệp nhau nữa. Khi ấy, thầy cả thượng phẩm đứng dậy giữa hội đồng tra hỏi Đức Chúa Giêsu mà rằng: ngươi chẳng đối đáp chi hết về những điều các kẻ này cáo ngươi sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu làm thinh không trả lời chi hết. Thầy cả thượng phẩm lại hỏi: ấy chính ngươi là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không? Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta chính phải đó. Các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trên trời mà đến. Bây giờ thầy cả thượng phẩm xé áo mình ra mà rằng: chúng ta có cần kiếm chứng cớ khác nữa làm chi? Các ngươi có nghe lời lộng ngôn chăng? Các ngươi nghĩ thế nào? Ai nấy đều đoán Ngài đang chết. Có kẻ nhổ trên Ngài, đậy mặt Ngài lại, đấm Ngài và nói với Ngài rằng: hãy nói tiên tri đi. Các lính canh lấy gậy đánh Ngài. Phi-a-rô đương ở dưới sân. Có một đầy tớ gái của thầy cả thượng phẩm đến thấy Phi-a-rô đương sưởi, ngó người mà rằng: người trước cũng ở với Giê-xu Nazareth. Nhưng người chối rằng: ta không biết, ta không hiểu người nói chi. Đoạn người bước ra tiền đàn thì gà gáy. Đầy tớ gái đó thấy người, lại nói cùng những người ở đó rằng: người này cũng là bọn đó. Nhưng người lại chối một lần nữa. Khỏi một chặp, những kẻ đứng đó nói cùng Phi-a-rô rằng: chắc thật ngươi cũng là bọn đó, vì ngươi là người Galilê. Người bèn rủa mà thề rằng: ta chẳng hề quen biết với người mà các ngươi nói đó. Tức thì gà gáy lần thứ hai. Phi-a-rô bèn nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng: trước khi gà gáy 2 lượt, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Người tưởng đến thì khóc. Chương 15. Vừa lúc ban mai,
Các thầy tế lễ cả bàn luận với các trưởng lão, các thầy thông giáo cùng cả tòa công luận. Khi đã trói Đức Chúa Giê-xu rồi thì giải nộp cho Phi-lát. Phi-lát hỏi Ngài rằng, ấy chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật như lời. Các thầy tế lễ cả cáo Ngài nhiều điều. Phi-lát lại tra gạn Ngài mà rằng, ngươi chẳng đối đáp chi hết sao? Hãy coi họ cáo tội ngươi biết bao nhiêu. Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng trả lời chi nữa, nên nổi Phi-lát lấy làm lạ. Vả, hễ đến ngày lễ vừa qua, quan vốn quen thói tha cho dân một tên tù tùy theo dân xin. Bây giờ có một đứa tên là Baraba bị tù với kẻ làm loạn vì trong khi nổi loạn chúng nó phạm tội giết người. Đoàn dân đã lên bèn xin Phi-lát làm cho mình theo như lệ thường. Phi-lát trả lời rằng, các ngươi muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Vì người biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp ngài bởi lòng ghen ghét. Nhưng các thầy tế lễ cả xui dân xin người tha tên Baraba cho mình thì hơn. Phi-lát lại cất tiếng hỏi rằng, vậy thì các ngươi muốn ta dùng cách nào xử người mà các ngươi gọi là vua dân Giu-đa? Chúng lại kêu lên rằng, hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát nói cùng chúng rằng, sao người này đã làm điều ác gì? Chúng lại kêu lớn tiếng hơn rằng, hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân, bèn tha tên Baraba và sai đến đoàn Đức Chúa Giê-xu rồi giao ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự. Lính điệu Đức Chúa Giê-xu vào sân trong, tức là trong chỗ trường án, và nhóm cả cơ binh lại đó. Họ choàng cho ngài một cái áo điều và đội trên đầu ngài một cái mão bằng gai họ đã đương, rồi chào ngài rằng, kính lạy vua dân Giu-đa. Lại lấy cây sậy đánh đầu ngài, nhổ trên ngài và quỳ xuống trước mặt ngài mà lại. Khi họ đã nhạo cười ngài như vậy rồi thì cởi áo điều ra, mặc áo của ngài lại cho ngài và đem ra để đóng đinh trên cây thập tự. Có một tên Simon kia, người thành Siren, là cha Alexander và Rufu, ở ngoài ruộng về, đi ngang qua đó. Họ bắt phải vác cây thập tự. Họ đem Đức Chúa Giê-xu đến nơi kia gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ sọ. Họ cho ngài uống rượu hòa với bột dược, xong ngài không uống. Khi đóng đinh ngài trên cây thập tự rồi, họ chia áo sống ngài cho nhau, bắt thăm để biết ai được gì. Lúc đóng đinh ngài là giờ thứ ba. Án ngài có ghi vào cái bảng rằng, vua dân Giu-đa. Cũng có hai đứa ăn cướp bị đóng đinh với ngài, một đứa tại cây thập tự bên hữu ngài, một đứa tại cây thập tự bên tả. Những kẻ đi ngang qua đó chế bán ngài, lắc đầu mà nói rằng, ê, ngươi là kẻ phá đền thờ và cất lại trong ba ngày. Hãy cứu lấy mình, xuống khỏi cây thập tự đi. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy mà nhạo cười ngài rằng, hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Hỡi Đấng Christ, vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự để cho chúng ta thấy và tin. Hai đứa bị đóng đinh cùng ngài cũng nhức mắt ngài nữa. Đến giờ thứ sáu, khắp đất đều tối tăm mờ mịt cho tới giờ thứ chín. Đến giờ thứ chín, Đức Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe vậy thì nói rằng, có kìa, hắn kêu Eli. Có một người trong bọn họ chạy lấy bông đá thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy đưa cho ngài uống mà nói rằng, hãy để, chúng ta coi thử Eli có đến đem hắn xuống chăng. Nhưng Đức Chúa Giê-xu kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Mang trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới. Thầy đội đứng đối ngang ngài, thấy ngài trút linh hồn như vậy thì nói rằng, người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Lại có những đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Marie Madeleine. Marie là mẹ gia cơ nhỏ, và Jose cùng Salome là ba người đã theo hầu việc ngài khi ngài ở xứ Galilee. Cũng có nhiều đàn bà khác nữa, là những người đã theo ngài lên thành Jerusalem. Bây giờ là ngày sắm sửa, nghĩa là hôm trước ngày Sa-bát. Khi đã chiều tối, có một người tên là Joseph ở thành Arimathe, là nghị viên tòa công luận có danh vọng,
cũng trông đợi nước Đức Chúa Trời. Người bạo gan đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Phi-lát lấy làm lạ về ngài chết mau như vậy, bèn đòi thầy đội đến mà hỏi thử ngài chết đã lâu chưa. Vừa nghe tin thầy đội trình thì giao xác cho Giô-sép. Người đã mua vải liệm cất xác Đức Chúa Giê-xu xuống khỏi cây thập tự, dùng vải liệm vấn lấy ngài, rồi để xác trong huyệt đã đục trong hòn đá lớn, đoạn lăn một hòn đá chặn cửa huyệt lại. Và Mary Madeleine cùng Mary mẹ Giô-sê đều thấy chỗ táng ngài. Chương 16. Ngày Sa-bát qua rồi, Mary Madeleine, Mary mẹ Gia-cơ cùng Salome mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Giê-xu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ nói cùng nhau rằng: ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta? Khi ngó xem thấy hòn đá đã lăn ra rồi, vả hòn đá lớn lắm. Đoạn họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu mặc áo dài trắng thì thất kinh. Xong người nói cùng họ rằng: đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh. Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây, hãy xem nơi đã táng xác ngài. Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ ngài và cha Phi-e-rơ rằng ngài đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Các ngươi sẽ thấy ngài tại đó như ngài đã phán cùng các ngươi vậy. Các bà ấy ra khỏi mộ trốn đi vì run sợ sửng sốt, chẳng dám nói cùng ai hết bởi kinh khiếp lắm. Và Đức Chúa Giê-xu đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Maria Madeleine là người mà ngài đã trừ cho khỏi bảy quỷ dữ. Người đi đem tin cho những kẻ theo ngài khi trước và nay đang tan chế khóc lóc. Nhưng các người ấy vừa nghe nói ngài sống và người từng thấy ngài thì không tin. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. Hai người này đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin. Sau nữa, ngài hiện ra cho 11 sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy ngài đã sống lại. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy, những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy rồi thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi. Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.